Và đeo bàn máy của anh Huy. Vào trong đi, vào trong đi. Anh Hào dồn vào được không? Đứng gọn vào để cho Hào vào. Đây là trận thi đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ hai rồi. Chúng ta đã có 1C trong buổi tối ngày hôm nay khi đối đầu với team AB Nghệ An. Đây bãi qua đầu thì chia sẻ. Ôi. Ôi. Thẳng thế. Quả bẫy này. May là còn ăn được. Quả đầu 7 cây đến từ bài Hitty của ý thủ chim sẻ. Quả đầu rất xa, một bầy hiêu. Để cho bài Hitty ở đầu cánh. Chúng ta có Huy phẹt với bài đấu được cầm Hitty ở trong cánh. Thế chú lực. Quả đầu 6, một bầy hiêu. Mạnh Hào được cầm Kata ra đầu cánh rồi. Làm vòng đi dò thôi. Quả đầu đang có bấm 6 cây, Mạnh Hào dường rú là ok đây. Và đây là Hitty dành cho game thủ Nam Sông Kiêu. Một bài cầm Hitty trong cánh như vậy có 2 hit trong cánh rồi. Quả nhiều thế. Một bầy hiệu dành cho bài Hitty này. Đã quay trở lại bàn máy thủ chim sẻ rồi. Xe đầu chúng ta đã giành được chiến thắng. Và Mạnh Hào báo về bài móc binh rồi. Coi một đôi và phụ một bãi. Hiệu đầu thì kiểu gì chả có. Chém đầu cánh là phẹt thôi. Không phải ông Huy phẹt. Ây à, bài bốn voi quả phụ lên Mạnh Hào. Và chỉ sợ mỗi gặp xèng thôi, chứ còn gặp bất kỳ con nào bên phía đội bạn đã chơi được hết. Chỉ có Pan. Ở phô thôi. À, Mạnh Hào bảo là ý là Mạnh Hào cầm Pan thì anh em khỏi thi đấu. Đây là voi. Bảo vệ là bài rừng núi, tức là bài nhiều rừng đúng không? Đây, con voi tiếp theo. Và vẫn như thường lệ, xin phép anh em dành 1 phút quảng cáo đầu trận đấu. Bài Mạnh Hào đang khá đẹp trận này. Bifina, men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản suốt 24 năm liền, chuyên dành cho người viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích. Bifina Nhật Bản sử dụng công nghệ đột phá SMC giúp đưa được lợi khuẩn sống đi qua được axit dạ dày vào đường ruột với tỷ lệ sống trên 90% nên hiệu quả rất nhanh và nhạy. Bifina tiêu hóa dễ dàng, đại tràng khỏe mạnh, ưu đãi dành riêng cho cộng đồng AOE. Tặng ngay 100k khi mua Bifina R60. Đặt hàng ngay xin liên hệ 0936 404 366. Vâng, bây giờ cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. Nắm bên này này. Rồi như vậy, Hào kia rồi. Hiệu đầu hiệu phụ đều đã có để cho anh. Anh thấp lắm. Bên kia chứ. Vâng, hiệu đầu đưa về rồi. Chào anh Văn Kiên, ủng hộ phát bếp chim sẻ nắng nha. Đây là hiệu đầu được Mạnh Hào đưa về. Bây giờ 5 con rồi, hiệu phụ nữa, nói chung là bài móc binh về đồ rồi. Bài sẻ sao? Vâng, sẻ thì bảo bên sẽ định chém trận này với bài đôi voi bầy hiệu và quả phụ. Hiệu phụ nữa. Cầu voi về rồi. Và như vậy là Huy thông tin báo về sẽ đi dâng ra. Xong luôn rồi. Báo về lên sớm. Và thông tin báo về màu 3 đầu cánh của chim sẻ Monesian. Trẻ ơi, mai có bị đội chức thuật làm bản quân to ra tí không? Và như vậy là mình đã nhờ chim sẻ đang góp ý với đội kỹ thuật là ngày mai sẽ làm bản quân to ra. Rất cảm ơn những lời góp ý của anh em. Em nói thì không trọng lượng nên là không ai nghe. Vâng, chết dần rồi. Sẻ ngựa. Cầu voi chết dần. Rồi, cầu tiếp một voi nữa về thôi. Vì thiết kế chết ở BB. Chết một dần bài đấu này, 25 dần trừ 1 đánh chém đầu cánh. Màu 3, Phonesian, Kabachi nhiều gỗ nên là Kene để... rồi, chết voi. BB đi. Lượng thực đang dồn lên là hơi chậm thì có sẻ trận đấu này. Đây là BB, kê vàng, ăn tranh với Kamachi, người cầm phô với đôi bạn. Thông tin báo về xem là bạn đánh 26 dân. Đây nhà BB đấy, tụi chim sẻ. Đôi bạn trận này có xem có phô, có Summer, bài phô đầu cánh thì mình nghĩ là khả năng cao sẽ đánh chém đấy. 24/28 dành cho cái thủ chim sẻ đáng DLBL. Đây là BM. Ghê vậy. Gớm luôn ạ. Nào. Rồi, kích đời rồi. Vậy là bài kích 10 2x đấy, thủ chim sẻ. Ai cho tí thực thì bài này có thể chém khỏe được. Thế chơi bé ăn vàng ở đây.
Rồi, như vậy là to nhưng mà phải từ từ. Hào đối đầu với xe ở đầu cái bên kia rồi. Đây là máy mạnh Hào. Anh cũng đã kích đời. Đấy, kích bao nhiêu đây anh? Công giáp chưa? L2 luôn rồi. Gắt thế. Đây là mặt máy của Huy Phe Dương Nga. Hào 26. Nâng cấp tầm xa lên giáp sắp tê ra đi. Là ba ruộng ấm đây rồi. Ia đầu cánh mạnh Hào chứ không phải là xem. Máy xem là bạn sẽ đánh cung chứ. Đây xem máy xẻ đi. Cũng ba ruộng ấm. Đối đầu với Phô. Và có lẽ nên bò bãi vàng lại thôi. Đây rồi, Phô đánh cung đầu cánh. Một E 9 vàng. Và làm tạm một dân. Bài Phô lên muộn đánh cung đầu cánh thì khả năng cao là có Summer hoặc Sen trong lời cho bài Phô này thôi. Chưa thấy ai đến nhà chim sẻ cả. Chưa thấy Sen, chưa thấy Summer đâu. Ia đầu cánh mạnh Hào bên kia rồi nên chỉ có Sam với Sen ở cái này nữa thôi. 1L màu 4 là Chip Boy là người được cầm Sen và dâng L. 2L Chip Boy. Chưa thấy giò đâu này, vẫn chưa lên đời thì Sen này ảo à? Ơ, Sen này chưa lên đời 3 này. Vâng, quá hay. Đây vài Sen này lên đời này, ôi trời ôi này. L2 phệt em ơi. Quật luôn. Và nâng cấp máy xe đây là máy của game thủ Anh Huy. Và đang bắn vào dân của game thủ Double của Mạnh Hào đang đưa lạc đà đến. Ôi tôi vâng ôi thôi anh ơi, vâng chạy làm gì khi nhà đã cháy anh ơi. Quá nhiều dân Double đang phải nằm xuống với pha chém của Mạnh Hào. Rất nhiều dân đi à ở đây. Trong máy xe và còn thấy hiệu nữa đây game thủ Mạnh Hào. Trận chém tốt đến cho anh nhờ máy game thủ chim sẻ đang đối đầu với Sen và Phô. Pha về em bắt giò là không thành công đây là game thủ chim sẻ. Cảm giác các bạn đang đánh khá yếu trong buổi tối ngày hôm nay khi mà bài Sen Chim Boy dâng L lại còn lên đời muộn hơn cả Hitty đánh chém đầu cánh. Rất ảo. Và đây là bài Hitty còn ăn xanh nhá. 1L 1A lên cả giáp cung R luôn. Thì bài Phô này gãy rồi. Và một bốn bắt đầu vào nhà game thủ chim sẻ với hai lạc đà của game Sen. Và tham gia là 27 dành cho game thủ chim sẻ. Chém tân này thôi. Đây là máy mạnh Hào đầu cánh bên kia bài 2L Katha. Và có phù. Bậy nào. Chém chết phù của Noble rồi. Đây là máy của Huy Phèc. Huy Phèc tham gia 31. Và bắn vàng đấy. Và bắn vàng đi. Đấy, bãi vàng ở sau BL đấy. Có một đang sang cứu. Sao lại dâng 4A lại xong hai con đấy. Bắn bay vàng rồi. Vâng, bay vàng rồi, có bánh xe chạy mất rồi. Vâng, ôi trời ơi, Phít, anh em ơi. Phít. Vâng, chém rất rát đến tôi cái thủ Mạnh Hào mà vừa ăn được quá nhiều dân của Nâu 1. Tham lại 23 đến Mạnh Hào thôi, màu bắt đầu có quân đẩy ra. Đó là game thủ U98, người được cầm Superian bên phía đối phương. Đó là máy của Nam Sông Kiều. Nam Sông Kiều cầm Hitty, tham lại 44 đang bắn được dân của cầm màu 3. Game thủ Kamachi và có vẻ như tin Nghệ An đang như ong vỡ tổ rồi anh em ơi. Chỉ còn mỗi mình game thủ chỉ đán rồi thôi. Đây là một pha sang thủ nhà cho chiếc trận đáng đến từ Nam Sông Kiều. Cùng rồi giáp 2. Bắn rồi, bay rồi. Và tham lại 48 đến từ Nam Sông Kiều và nâng cấp gỗ 2. 4A bắt đều bài xem bắt đầu tích được nhiều lạc đà và sẽ cầm phải quản nhà người cầm màu 4 thôi. Đây là một máy game thủ chim sẻ. Sẻ tham lại là ở số là 32. Và Nam Sông Kiều đã xin vàng, sẽ mất vàng rồi, bảo Hà bơm cho. Rồi, đây bơm luôn rồi. Cho xin, ở đây có đủ gỗ rồi. Tham lai là 32, ôi sao bài mẫu 3 này nhiều quả này mà không ăn nhỉ, ảo thế. Rồi, bắt nốt tên này rồi. Hai cung R đến từ người cầm mẫu 3. Và tham lai cái thủ chim sẻ nắng đang ở con số đó chính là 32. Lên bú cả vài quả này nữa. Thảm thế không biết, chưa ăn hết vài quả là gì bú vãi khác rồi. Mẫu 4 xem bắt đầu bay vài gỗ đến từ Chip Boy. Sẻ vào quản mẫu 4 để cho mẫu 4 đỡ áp lực vào nhà của Nam Sông Kiều. Đây là Huy với tham lai là 42. Vào mẫu 1. Đây là thời điểm mà Huy phải vào mẫu 1 rồi. Tham lai đang ở số là 42 đấy, anh Huy bắt đầu ốp đến nhà game thủ 98. Đang điều quân với đối phương. Và vậy đến từ game thủ anh Huy nhưng lượng quân của em có vẻ đang là hơi ít so với những gì mà 98 đang có. Nhưng đội bạn chỉ có một chủ lực ở U98 mà thôi. 4A bắt đều thì cho Huy, gỗ 2 đã có, giáp 2 có luôn. Đây là quân của người cầm 1, đội bạn đang kéo quân về. Và Huy phải có tình huống bắt quân của U98. Đây rồi, đây cũng là U98, bắn luôn, U98 đang đi lỗi quân. Huy đang rất tự tin khi đối đầu với U98, mặt sau cũng có quân đội bạn và Huy cẩn thận đi 7E. Chạy vào đường tối thế.
chạy thôi, chạy thôi. Hào tham lai là 23 đang bị màu 2 quay trở lại chơi với bãi vàng. Sau khi đó thì để sẽ tham lai đầu số là 34 đang quá khỏe ở đầu cánh khi được cầm Hitty. Và quay trở lại màn máy của game thủ Nam Sông Kiều. Nam Sông Kiều đang có bài đấu chủ lực với tham lai 73 giáp 4 rồi. Nâng đầu máu chưa? Và bơm tí vàng đây để lên đầu máu. Rồi Nam tự đào đây rồi. Từ cánh này là 1-4 còn đông quá. 1-4 còn quá đông lạc đà. Kêu Huy bắn đi. Cả màu 2 đây luôn. Rất đông quân bên phía đối phương. Ở nhà BA đi dâng của Huy. Nâng đầu máu lên từ Nam Sông Kiều, bản đồ có rồi. Một trận đấu em được cầm chủ lực khi cầm Hitty. Và cần có một tình huống tăng ngang không? Lên 5 ma thôi là đẹp rồi. Sau đó sẽ vừa sóc đều quân và vừa sóc đều dân. Một BA nữa nào. Đèo BA thứ 5 đến được anh Huy. Ốp vào 1 thôi. Máy cái thủ chim sẻ. Sẻ đã có tham lai là 38. Ô 1 đang ra BA Huy để chơi. Màu 3 chết luôn rồi. Kamachi chỉ có vài cung lờ đi móc máy thôi. Và cộng với đó là chip boy với những con sập đơn. Huy đang gọi Nam Sông Kim chơi nhà bầu chơi cung lờ của 98. Và vẩy hè đến được game thủ bên phía FPS. Các bạn chạy rất nhanh. Rồi đuổi qua BA này là đến đấy đấy. Đến nhà 1-1 đấy. Chú ý bắn đi kìa Nam ơi. Đứng cao lên tí kìa. Rồi lên đây, lên đây. Đuổi theo lên. Anh em tập trung đuổi theo lên. Xô luôn vào nhà 1-1, cả Hào đang lên rồi. Vâng, đây lên đây. 11 giờ anh Hào nhá. 11. Bắn đi kìa Nam ơi. Vâng, Nam đứng bắn BG của địch kìa Nam ơi. Và như vậy Nam Sông Kiều đang mất tay ở nhà. Tập trung điều rồi và quan trọng nhất là những tình huống phối hợp quân với nhau. Vâng, ở nhà Nam Sông Kiều đang bị màu 2 chơi vào. Hào đến rồi, chơi đi. Và tham lai Nam Sông Kiều là 1 lít trong trận đấu này. Rồi vào BA để lấy trồ được em ơi. Và bạn đang lùi xuống dưới dốc trong tình huống này. Và Nam Sông Kiều đang tràn vào, Mạnh Hào cũng đang tràn vào. Màu 2 đang cố gắng để đục vào nhà Nam Sông Kiều nhưng không được để cho đầu 1. Và tham lai là số là 91 dành cho game thủ Nam Sông Kiều. Ôm được BA của game thủ U98 không có đâu anh trai ơi. Vâng, anh định vào đây nâng đào vàng cho em. Vâng, đã nâng đào vàng nhưng màu 3 lại đang lọt nhà Nam Sông Kiều với một vài con cung cơ của Phonesian. Nhưng tuần này thì bắt hết luôn. Vâng, không hiểu rồi. Nam đang mất tay ở nhà. Cần phải chú ý những điều quân. Bắn luôn Huy đâu. Cả bộ 4 về cứu đến được xem với đội bạn. Vâng, trăm vàng trăm thực kinh 4 nào. Mẫu 7. Tham Nam đang bị lủng nha. Vâng, kinh bốn thôi. Đây thời điểm mà vừa đi ốp vừa kinh 4. Chúng ta lùi lại một tí thôi anh em. Nam đang mất tay quá. Và như vậy là Nam vẫn đứng bắn luôn. Để lấy số rồi. Bắn nốt với con cung lờ màu 3 này thôi. Hơi mất tay là Nam Sông Kiều khi màu 3 đang chạy vòng vòng. Và đeo bàn máy của anh Huy. Vào trong đi. Anh Hào dồn vào được không? Đứng gọn vào để cho Hào vào. Tham lai của Huy là 54. Vào đi. Vào chém luôn. Ừ, cái gì đấy? Bổ đi. Và Huy không dồn quân vào được trong tình huống này. Chém cung ra luôn. Vâng, tắc cung ra. Tôi thần kinh mất. Vẫn chưa ôm được cái thủ 98. Chỉ là một Sumerian thôi. Anh em cảm thấy quá vất vả. Và tuần này thì Bành Hào sẽ bổ cho cái thủ 98 ở nhà nhựa luôn. Chết hết cung ra đến cái thủ 98 rồi. Win chặt. Vâng, to những con lạc đà bên trong đi. Màu 4 đang về cứu nhưng 98 đang lủng ruộng chính. Vâng, lủng ruộng chính, dân sầm hơn cũng bổ hết tầm này, bổ hết rồi. Và các bạn đang đập lạc đà Mạnh Hào, những con lạc đà công giáp đầy đủ dành cho anh. Thì Tám đang có vẻ như là quẫn rồi. Đây là một máy của Nam Sông Kiều. Nam Sông Kiều tham lai 72 đã kích 4 trong trận đấu này. Và đang can trôn đầu xong dân. Và đeo một máy của game thủ anh Huy với tham lai là 47. Ôm được BA của 98 rồi, bạn đã mất chủ lực. Đây, đang bắn sau đây. BA đã mất quân anh Hào ơi. Và chỉ còn 4 cung giờ nữa thôi, tất tay vào Huy ơi, không quan tâm gì nữa, tất tay. Và hết dân dành cho game thủ U98. Và bây giờ sẽ mới đến. Đến đâu đây, ông thi đấu ở đâu đây? Và sẽ đang tóm được game thủ Kamachi ở góc 6 giờ và các bạn không còn nhà nào chủ lực nữa. Thôi, anh em đánh thế là hay rồi, và tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ 2 dành cho team FPS. Trận đấu rất tốt dành cho game thủ bên phía chúng ta, nhưng chỉ có điều là khi mà đi ốp thì chúng ta đang hơi mất tay thôi.